Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và hiện tại thì mình đã dời cái quả trứng rồng nước vào bên trong này để tránh trường hợp trứng nở xong rồi chạy giống như rồng Terra đợt trước ấy. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong để chuẩn bị một ít đồ trước khi mình bắt đầu trận chiến với con rồng Ender nhá. Hiện tại thì cái Angle Wing của mình á, nó đã gần hư rồi, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo một cái cánh mới nhá để phục vụ cho mình trong việc bay lượn ở dưới DN. Rồi đầu tiên thì mình cần chuẩn bị một cái fairy dust, kế tiếp cần có kim cương nè, cần có vàng, vàng thì cần khoảng 4 thôi. Và lần này thì mình sẽ chế tạo cái cánh lửa đi, tại vì mình thấy cánh lửa cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà công thức cũng rẻ nữa, cần hai cái bột quỷ lửa. Rồi giờ mình sẽ sử dụng cái bột quỷ lửa này để làm luôn nhá. Đây mình sẽ đặt vào công thức như vậy. Nó một cái cánh lửa liền. Ngoài ra thì mình sẽ enchant nó lên đi, tại vì cánh của mình thì nó cũng không có nhiều độ bền, cho nên mình sẽ cố gắng enchant cho nó cái dòng chậm hỏng tạm thời. Sau khi giết rồng thì chắc chắn mình sẽ có thêm kinh nghiệm và đem về enchant tiếp nhá. Rồi tạm thời cho vào đây. Chậm hỏng 1, chậm hỏng 2. Ui chậm hỏng 3 thì không đủ. Ok, enchant chậm hỏng 2 tạm đi. Đó, sau đó mình sẽ mặc vào. Giờ chưa cần mặc đâu. Và hiện tại quả trứng rồng của mình chắc cũng sắp nở đó. Nãy giờ thấy quả trứng lắc dữ lắm luôn rồi. Hy vọng sẽ nở trong thời gian gần nhá. Và xuống dưới địa thì nó sẽ rất là tối, cho nên mình sẽ chế tạo thêm những cái lọ thuốc nhìn trong bóng đêm ấy. Rồi đầu tiên thì mình sẽ thu hoạch cà rốt trước. Đây mình sẽ lấy một ít cà rốt vào bên trong nha, để mình có thể làm được những cái quả cà rốt vàng ấy. Và hạt vàng coi coi mình còn không ta. Ui hết hạt vàng rồi, giờ mình sẽ tạm đổi mấy cái này ra trước nhá. Đây chế tạo những cái quả cà rốt vàng luôn. Đầu tiên cho cà rốt vào trứng giữa, kế tiếp là vàng xung quanh. Đó, và mình sẽ chế tạo những cái lọ nước nữa. Mình quên chế tạo lọ nước rồi, giờ thì làm luôn. Và mình sẽ chế tạo nhiều nhiều đi, tại vì xuống dưới thì mình cũng cần phải múc những cái hơi thở của rồng ăn về để làm đồ nữa ấy. Đây, mình được 39 cái rồi, chia ra 48 và thêm được 3 cái nữa. Rồi 51 cái. Tạm thời mình sẽ múc trước 3 lọ để mình có thể nấu được một mẻ thuốc nhìn trong bóng tối nha. Trứng rồng vẫn chưa nở. Không biết bé rồng này là bé rồng đực hay cái nữa, nhưng mà hy vọng là rồng đực. Rồi, giờ mình sẽ cho vào đây 3 cái nè. Ui, bây giờ mình mới để ý là mình thiếu một cái rất là quan trọng luôn, đó chính là cái búa địa ngục ấy. Và bây giờ mình sẽ mặc cái cánh này, rồi sau đó đi xuống cái khu vực tòa thành ở dưới Nether nhá. Tại vì mình cần phải có cái búa địa ngục nữa. Rồi giờ đi xuống dưới và tìm thôi. Cái tòa thành thì nó cũng khá là gần chỗ mình, cho nên rất là dễ luôn. Đây mình sẽ bay qua đây và tìm búa địa ngục nha các bạn. Mình đã trở về rồi đây, và mình đã tìm được một ít cái búa Nether rồi. Giờ thì mình sẽ cho vào đây để cho nó thành cái lọ thuốc tiếp theo nha. Sau khi lọ thuốc này được nấu xong thì mình sẽ cho cái cà rốt vàng vào thì nó mới thành thuốc nhìn trong bóng tối được. Và để tăng cái thời gian của nó lên thì mình sẽ cho vào một cái redstone. Vàng thì mình sẽ cho ngược vào đây lại. Hàng rào cũng cho vào đây luôn. Và coi coi quả trứng. Ui nè nè nè, đó quả trứng mới lắc nè các bạn. Đó, chắc là mau. Ui, lắc đi, đúng rồi, mau nở đi. Mình muốn cho các bạn tận mắt chứng kiến cái cảnh mà rồng nó nở từ quả trứng ra luôn ấy. Đó, rồi, cố lên. Và khi quả trứng nó gần nở thì mình mới dám dời vào đây á. Rồi, giờ thì đợi một xíu nào. Đang nôn nóng quá. Nó lại lắc nữa kìa. Wow, wow, nó lắc nữa. À, mà quên nữa, thuốc nấu xong rồi. Cho cái cà rốt vàng vào thôi. Đó. Rồi, tiếp tục. Trứng ơi nở đi. Nó có tiếng crack rồi đó các bạn. Wow, chắc sắp nở rồi. Rồi. Nở đi bé ơi. Ui, liên tục luôn. Chuẩn bị cá thôi. Lẹ. Cá đây. Cá đây. Rồi, nở đi em ơi. Lâu vậy. Ok, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho vào một ít cái redstone cho tăng thời gian lên nha. Rồi, ra không tiếp. Nó lại rắc nữa kìa. Wow. Và mấy bé sói thì mình chưa biết cách để cho mấy bé ấy xuống nữa. Ok, để cho mấy bé đó ở trên đó cũng được. Rồi, giờ thì đợi cho bé rồng nước chào đời thôi. Nó liên tục luôn, rắc liên tục luôn á. Coi nào mình còn thiếu cái gì để chiến đấu với rồng không ta.
Mình đang phân vân không biết dùng cây kiếm nào để đánh nhau với rồng ấy, nhưng mà mình nghĩ nên dùng cái cây laser blade này, tại vì tốc độ đánh của nó sẽ cao hơn ấy, và mình sẽ đánh được nhiều hit hơn và tiêu diệt rồng nhanh hơn. Còn kiếm này thì nó được cái sức tấn công nhiều hơn một xíu thôi, nhưng mà đánh chậm lắm. Đó, cho nên mình sẽ sử dụng cái cây laser blade này nhá. Nó đánh rất là nhanh luôn, kết hợp với cây cung này để bắn tầm xa. Vũ khí thì nhiêu đây thôi, còn dụng cụ thì mình cần một cây cúp để mình có thể phá vỡ những cái lồng của cái Enristore ấy. Nó lắc nữa kìa. Sao lâu vậy? Ui, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cất mấy đồ lên ta lên tinh, rồi khi rồng nở á thì mình sẽ qua khu vực rong hâu liền nhá. Ui, tiếng crack làm giật cả mình à. Rồi cho cái cà rốt vào, bú này đờ vào, cắt củ khoai tây vào. Rồi chờ đợi đi em ơi. Và trong cái bé rồng này như còn một vài món đồ nữa để mình kiểm tra coi. Có thịt để cho rồng ăn nè, có sách, có nước. Chắc mình cũng cần phải có nước á. Rồi cho bé rồng vào lại cái amulet, tại vì đánh nhau với rồng Ender thì chắc mình sẽ một thân một mình chiến đấu thôi. Đem bé rồng này xuống dưới thì sẽ có nhiều phiền phức nữa, lỡ rớt xuống đi voi sao mình cứu được. Đó, cho nên mình sẽ chiến đấu một mình thôi nhá. Rồi, và trước khi đi thì mình cần phải cho bé rồng này nở ra từ quả trứng trước. Rồi sau đó mới đánh rồng sau nhá. Rồi nở đi em. Đang rất là mong ngóng rồi đó. Nó lắc rắc rắc liên tục rồi. Ui, nở đi, nở đi. 48 cái lọ này, tại vì cứ hai cái lọ thủy tinh á thì mình sẽ có thể chế tạo được một cái cánh rồng nè. Đó, công thức cánh rồng thì cũng khá dễ, chỉ cần chúng ta tiêu diệt rồng Ender thôi. Và ở đây còn nhiều loại cánh khác như là cánh quỷ nè, cánh này là cánh thần tiên, cánh này là cánh dơi, cánh này cánh lửa, cánh này là cánh bướm, có rất là nhiều loại cánh bướm và có cả cánh slam nữa. Ui, đây, nở rồi. Dây rồng của mình đã nở vào, giờ mình sẽ cho ăn nha. Ăn đi em ơi. Đó, ăn đi, ăn nhiều vào, mau lớn nha. Rồi, đã no bụng rồi, giờ mình sẽ kiểm tra coi. Dây, đây là một rồng đực luôn, rồng nước đực các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần ha ấp thêm một quả trứng rồng nước cái nữa là đủ một cặp rồi đó. Và trứng rồng cũng đã nở, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trận chiến trong ngày hôm nay nha. Và bây giờ mình sẽ cất những con cá này, sau đó qua cái khu vực Stronghold luôn thôi. Đây, giờ mình sẽ qua khu vực Stronghold trước. Stronghold. Không, em Portal mới đúng. Đây, em Portal nè. Rồi, chúng ta đã sẵn sàng cho trận chiến rất là nguy hiểm. Và ui, mình lại quên một thứ rất là quan trọng nữa, đó chính là những quả táo vàng, tại vì xuống dưới mình cần phải có khả năng hồi phục nữa. Ok, giờ mình sẽ quay về nhà để lấy táo vàng với lại mấy cái lọ thuốc nữa chứ, chế xong mà chưa kịp lấy nữa. Đây, lấy những lọ thuốc ra đó, và lấy những quả táo vàng luôn. Đây có 9 quả nè. Mình sẽ mang theo những thứ này thôi. Và bé rồng thì mình sẽ giữ phòng ngừa nhá, tại vì bé rồng cũng có thể chứa đồ giúp mình ấy. Rồi giờ thì trở lại khu vực Stronghold luôn thôi. End Portal đâu ta? Đây, End Portal đây. Rồi, chúng ta đã sắp bắt đầu trận chiến rất là căng thẳng đây. Và ở phiên bản này á, thì sẽ có nhiều cái sinh vật ở phía dưới hơn, cho nên rất là nguy hiểm cho mình luôn. Không biết xuống dưới có sống nổi không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Còn giờ thì bắt đầu thôi. 1 2 3 đi thôi. Ồ, ở dưới đây tối thui hả? Uống thuốc vô một cái. Rồi bay lên. Đó, và ở đây sẽ có những cái tòa thành của, đây là hình như là trứng rồng Enchant thì phải. Tại vì đây mình thấy có quả, cái bàn Enchant nè. Và đây là một cái rương Suker. Ồ, mình có rương Suker luôn. Lấy về, bàn Enchant từ lấy sao. Có cánh nữa nè, giờ xong sẽ lấy đi. Lỡ rồng nó bay ngang nó vớt một cái mình không còn thứ gì mang về á. Rồi, lấy mấy cái này về trước. Trứng rồng cũng lấy luôn. Ây da. Ồ, và đây có những cái rương nè, mình sẽ tranh đủ loot đi. Ồ, mũ kim cương vàng. Wow. Ây da, nó không mình đó thì không bay ngang một cái là hư nữa cái tò này rồi nè. Đó, cho nên mình phải tranh thủ loot đồ cái đã. Ui rồng được ngang một cái hư quá trời chỗ rồi. Wow, quá trời đồ luôn nè. Rồi hiệu suất hả, quá trời sẽ kim cương luôn á, và rất là nhiều sách nữa. Ây da. Ồ, kim cương. Vậy mới được chứ. Rồi, còn đồ không? À, đây còn đồ nữa nè. Một cây kiếm. Rồi, mình sẽ loot hết những cái khoáng sản có yên ngựa nữa nè. Mình sẽ vứt bớt cái sản nào ta? Hiệu suất 4. Ok, chắc mình sẽ vứt bớt một cây sản là quyền đi. Vứt bớt cái áo giáp. Rồi, giờ thì ra ngoài và bắt đầu chiến đấu thôi. Loot như đây là đủ rồi đó.
Nhìn đủ rồi, nghe rộng. Nãy giờ người ta không muốn đánh thôi chứ không phải là người ta đánh công lại nha. Đây, cắt bớt đồ vào đây trước cái đã. Mới vô đã đốt được quá trời đồ quý rồi nè. Đó, nhất là cái quả trứng rồng á, mình đã có được một quả trứng rồng mới rồi, đó chính là rồng Enchant. Và đây mình sẽ múc những cái hơi thở của rồng. Đó, mình múc được bao nhiêu rồi? 7 cái rồi. Đó, múc nhiều nhiều vào. 10 cái. Phải cố lên múc nhiều nhiều lên mới được. Và giờ thì mình sẽ tiêu diệt những cái end crystal trước. Đây mình sẽ dùng cung và bắn nè. Đó, một cái end crystal liền. Bay lên trên và bắn cái thứ hai thôi. Ui ui, không tới không tới. 2 cái nè. 3 cái nè. Ui da, không tới không tới. 4, ui ui. Ui. Ui phải đứng xa xa ra mới được không tôi. Nổ một phát là mình ngõm á. Rồi. Bắn nè, cao lên một xíu. Đó. Bay lại đây đi. Mình chỉ bắn hù hù nó thôi chứ bây giờ là nó còn hồi phục được ấy. Từ khi mình tiêu diệt hết những cái end crystal thì nó mới mất khả năng hồi phục thôi. Đây, tiêu diệt nè. Còn đâu nữa? À, còn chỗ này thôi à. Vậy thì dễ rồi. Ở đây thì mình sẽ đáp gần gần một xíu để mình có thể bắn ấy. Ây da, ui đi ra đi ra đi ra. Ui nguy hiểm quá. Kết hợp giữa cái phát bắn của con rồng và cái pha lê là nổ ngõm mình ấy, không đùa đâu. Cho nên cẩn thận là trên hết. Rồi, giờ tìm cách bắn lọt vô đây coi. Bắn lọt vô được không ta? Hình như bắn lọt vô không được các bạn ơi. Là bây giờ mình phải tìm cách mình đập cái này ra đi. Đó, đập ra, đập ra. Vậy cho nó nhanh. Rồi, đó, xong rồi. Ui, ui sao mình đốt? Ủa, kỳ vậy? Ui, nó làm hư cái chỗ này rồi. Làm rơi đồ tùm lum rồi nè. Thiệt tình những cái con này á. Ui phá ghê luôn á, lút đồ lẹ không thôi mất hết đồ các bạn ơi. Đây vàng nè, kiếm mang về. Cái kiếm này mình mang về chơi thôi chứ thật ra mình dùng kiếm rồng giảm xịn hơn á. Đây nè, mũ nè, yên cưỡi, ấy á, đỏ thấy không? Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Nó bay ngang một cái là mất hết một đoạn của cái công trình nè. Ở trên còn quả trứng mình chưa kịp lấy nữa kìa. Tranh thủ lên lấy mới được. Chỗ này thì có thêm emerald. Ui, kiếm sửa chữa luôn. Wow, được á. Rồi, lấy cái quả trứng. Ủa, ở đây sao lại là trứng rồng muốn lai? Nó thành trứng rồng muốn lai rồi. Ăn vô cái coi. Đây còn cái bàn Enchant chưa lấy kịp nè. Dễ vô lấy cái bàn Enchant nó luôn. Và cái đầu rồng cũng như là cái Sugar Box nữa. Sugar Box rất là quý luôn ấy. Ui, cái con này. Làm gì đánh tôi? Tự nhiên quánh mình à. Ồ, giận ghê. Rồi, bay qua đây và lấy cái đầu rồng cái đã. Nè, cái đầu rồng rất là quý luôn á. Rồi, lấy đầu rồng. Kế tiếp là cái cánh. Đó, hai thứ mà quý kế tiếp này cho vào đây. Trứng, cánh, cái đầu rồng đâu rồi? Ui, đầu rồng rớt dưới rồi. Ui, lấy đầu rồng mới được. Rồi, lượm đầu rồng luôn. Ui, mấy con này nó nghịch ghê luôn á. Phá hết cái chỗ người ta rồi nè. Cắt đồ vô. Ui, không mất cái đường không? Đừng mất nha. Ui. Rồi. Như mất luôn cái đường rồi các bạn ơi. Mất cái trứng rồng bên lai của mình luôn rồi. Ui, không thể tha cho con rồng này được rồi. Nó đã lấy đi rất là nhiều thứ quý giá của mình rồi. Rồng ơi là rồng. Nè, mất tiêu hết trơn rồi. Rồi xong luôn, mất hết một cái trứng rồng moonlight rồi. À, mình không thể nhịn được nữa. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu chiến đấu thôi. Nhưng mà mấy con này đừng quấn tôi, muốn đánh rồng thôi. Ui, mình đánh cận chiến không được. À, đây còn một cái nữa. Ở đây còn một cái end crystal nữa các bạn ơi. Mình sẽ đứng xa xa ra. Cái nó đánh trúng rồng luôn chứ. 2 trong 1. Rồi giờ dùng cung và tiêu diệt cái con rồng chết tiệt này mới được. Này thì á, phá hoại cái rương sugar hiếm lắm mới có biết không. Phá hoại nè, cái tội phá hoại. Giờ mình sẽ bay đến khi nào mà tiêu diệt nó thì thôi nè. Dám phá hoại hả? Tội này là không tha được. Quên, nó phải ăn nhá, để không thôi không có hồi phục được đâu. Thấy vậy chứ nó mạnh lắm. Rồi, ui, nó đáp xuống là mình không có dám đáp lần đâu. Thấy cái con Enderman đang bảo vệ nó kìa. Ây da, rồng Ender nè. Rồng Ender. Rồng này. Này thì rồng hả? Ồ, được 1/3 cây máu của nó rồi. Cố lên. Này thì rồng nè.
rồng hả? Ui ui ui, bay đi. Chạy đâu con sâu? Chạy đâu hả? Chạy đâu, giờ không thèm lấy luôn. Giờ mình có một ít cái hơi thở của rồng rồi, chủ yếu là tiêu diệt cái con rồng này trước đã. Này, đánh người trên không nè, đánh người nè, đánh nè, đánh người nè. Ây da, ui, ăn vô, vô, vô. Ui, cái gì chứ nó mạnh lắm luôn á. Không đùa được. Wow, đây đây quả thật là con rồng mạnh nhất rồi. Mình bay và có bộ giáp mạnh vậy mà còn bị nó quánh nha. Ha, muốn xỉu luôn. Bắn nè, ấy da, bắn hụt rồi. Bay đi đâu, bay đi đâu. Ui, ui, né ra, né ra. Ui, tới gần là nó cạp mình ngỡm như chơi đấy. Đâu rồi? À, chạy lên đây hả? Chạy lên quyển nha. Chạy lên quyển, chạy lên quyển, chạy lên quyển này. Rồi, đợi thôi. Trong lúc nó nghỉ mệt cũng là lúc mình hồi máu luôn á. Rồi, đợi cho nó hết, nghỉ mệt xong. Đây, đây, đây. Bay lại đây. Bay lại đây, mình chạy. Lỡ mình thì mình chạy thôi. Rồi, bay tiếp nào. Tại vì mình không thể nào ở dưới đất được. Dưới đất có mấy con Enderman đang bảo vệ nó ấy. Ây da, ây da. Này nè, này rồng Ender này. Rồng, ui, nó cứ bay nấp nấp sau mấy cái trụ khó chịu ghê á. Đó, nó bay lại mình thì mình né thôi. Đánh không lợi thì né. Có sao đâu, có sao đâu, có sao đâu này. Vài mũi nữa thôi là mình có thể tiêu diệt được rồi. Tính ra mình không cần dùng kiếm luôn á, dùng đúng cây cung thôi. Rồi, vài mũi nữa và giờ mình cần phải lấy thêm những cái nước mắt của con, ồ không, cái hơi thở của rồng chứ. Đây, mình sẽ ăn quả táo cuối cùng nè, đợi cho nó phun cái phát tiếp theo đi, cũng như là uống thêm một lọ thuốc nhìn trong bóng tối. Rồi, ấy da, lấy 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 càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Được bao nhiêu? Được 16 rồi. Đợi cho nó bắn thêm một phát nữa đi các bạn ơi, lấy thêm một mẻ nữa rồi mình sẽ tiêu diệt nó luôn nhá. Này thì rồng hả, dám phá cái rương su cơ của mình là ha, tội này không thể tha rồi. Đó, bú, 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 bú. Rồi, được 22 cái rồi, cũng khá nhiều. Rồi, tiêu diệt nó thôi. Mình sẽ dùng cây cung và kết liễu nó. Búp, úi da, phân hụt rồi. Chạy lên quyện, một hit cuối cùng. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả? Rồi, mình đã tiêu diệt được con rồng dám lấy hết đồ trong cái rương su cơ của mình. Ây da, ư, là đàn em của nó đang trả thù mình. No. Ui, đàn em của con rồng này đang trả thù mình á. Ui, nguy hiểm vậy. Ui, đây đây, kinh nghiệm này, kinh nghiệm này. Nó lên cấp liền, 36, 42 rồi, 43 luôn. Ăn vô, ăn vô. Rồi, giờ mình sẽ chiến đấu với đàn em của nó thôi. Lại đây, lại đây, lại đây. Những tên nào nãy khiêu mình, lại đây. Lại đây, có khiên nè. Nãy giờ mình bay nên mình dùng khiên không được thôi. Giờ xuống đất nè, lại đây. Ui, lên 59 level các bạn ơi. Wow, 61 rồi, 63 rồi. Lên level siêu nhanh luôn, 64 luôn. Vậy 64 level và được một cái quả trứng rồng nè. Và quả trứng rồng mình sẽ có một công thức đặc biệt dành riêng cho nó nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kiểm tra đồ trong mấy cái này coi. Mình chỉ tiếc đúng cái quả trứng Moonlight thôi. Tại vì dù sao đây cũng là quả trứng ở dưới khu vực hiếm mà. Mình dám lấy của mình. Giỏi nó thật sự luôn á. Bên đây thì hết rồi, còn cây sách không hả? Ui thế là xong, mất hết một cái trứng rồng. Ở đầu rồng mình có đủ không ta? Biết mình còn đủ đầu rồng không nữa. Coi nào, để mình kiểm tra coi. Mình còn có, à mình có hai cái đầu rồng, ok rồi. Ồ, có hai cái đầu rồng á. Mấy cái rương su cơ này thì không có chứa gì hết. Ok, tạm ổn, tạm ổn. Bây giờ mình sẽ lại đằng kia và lấy cái quả trứng rồng nha các bạn. Và cái quả trứng rồng thì mình có một cách khá là dễ để lấy luôn. Đầu tiên mình cần phải lấy một ít block để mình chặn ở phía trên của cái cổng kết thúc trước cái đã. Để không thôi cái quả trứng rồng lọt xuống phía dưới kia thì khổ, mình không biết cách nào để tìm lại đâu. Đó, có một ít cái block này rồi. Sau đó mình sẽ bay lại khu vực cánh cổng nha. Sau đó mình sẽ rào lại. Đây, mình sẽ rào lại như vậy nè. Đó, rào lại hết luôn. Ở đây và ở bên đây nữa. Ui, mình còn thiếu 3 block nè. Lấy thêm 3 block đi. 1, 2, 3. Rồi, sau đó lắp nốt trong này. Ui, còn hai block nữa. Còn ở bên đây nè. Ở đây, rồi, sau đó mình sẽ ấn vào đây một cái và đặt một cái đuốc ở phía dưới trước nha. Tại vì nó giống như cát vậy đó, khi gặp đuốc sẽ tự rơi ra luôn. Đây. Đó. Rồi, bước này ra. Vậy thế hệ mới liền. Đây là trứng rồng mà Ender nhá. Đó, trứng rồng này. Rồi, bây giờ mình coi coi ở đây còn gì không. À, ở đây nó còn một cánh cổng nữa nè. Để từ từ mình sẽ qua đây và khám phá nhá. Mình sẽ tìm những cái con thuyền ấy. Nhưng mà giờ mình đã có cánh rồi cho nên không cần phải xoắn nữa. Và giờ chỉ cần đi xuống cánh cổng này và trở về thế giới bình thường của mình thôi. Trở lại với bé rồng thân yêu của mình. Về.
Cuối cùng cũng đã tiêu diệt được con rồng, có thể nói là mạnh nhất trong thế giới rồi đó. Nhưng mà từ từ còn rất là nhiều loài rồng mà mình chưa chinh phục được, cho nên mình sẽ tiếp tục nhá. Rồi trở lại thôi. Trứng rồng mình sẽ tạm thời đặt trứng rồng đâu ta? Mình sẽ làm một cái khung vật phẩm đi để treo trứng rồng lên á. Mình sẽ đặt cái rương sugar trước để có thể chứa đồ tạm đi. Nó quá trời chật đồ rồi. Đây mình sẽ lấy một cái da nè. Mình cần chế tạo thêm que. Đây mình sẽ làm một ít cái que luôn. Đây 8 cái que thì phải, nó 8 cái que để làm một cái khung vật phẩm ấy các bạn. Và cho da vào chân giữa. Rồi kế tiếp thì mình sẽ máng cái quả trứng rồng lên nhá. Đó, trứng rồng từ từ mình sẽ dùng tới. Kế tiếp thì mình sẽ cất những cái yên cưỡi vào. Sao cái chuyến này được quá trời yên cưỡi luôn, và thêm được 3 cái rương sugar nữa. Ok các bạn ơi, mình đã chế tạo thêm được một ít cái kệ sắt rồi. Và bây giờ mình sẽ up cái quả trứng rồng enchant nhá. Mình vừa nhặt được ở dưới DN nè. Rồi mình sẽ up nó ngay tại khu vực này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đặt xuống như vậy. Đó, rồi sau đó đặt cái quả trứng rồng enchant lên phía trên. Và búp, nó rồng đang bốc ra những cái làn khói màu cam nè. Đợi khi nào rồng gần nở thì mình sẽ rào lại bằng những cái hàng rào nhá, để tránh trường hợp rồng chạy mất sau khi đã nở ra từ quả trứng ấy. Mình rất là sợ trường hợp đó luôn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ đi qua cái khu vực ngôi đền có chứa cây búa hôm bữa ấy. Tại vì mình muốn kiểm tra coi mình có thể nhặt được cây búa đó chưa. Rồi cởi bé rồng và qua bên bển luôn thôi. Mình sẽ đi theo hướng này. Đó, và kiểm tra coi trên đường đi á có gặp mấy cái con thủy quái nào không, mình sẽ tiêu diệt để lấy thêm những cái vải nhá. Coi nào. Ồ, hôm nay mấy con kia hiền vậy ta. Ui, à, ở đây có một tên nè. Ồ, có một tên hả, nướng tiếp. Qua nay không có làm thịt tên nào, nay làm thịt một tên coi. Ui, quên nữa, không cho rồng xuống nước được. Rồng xuống nước là sẽ bị đi đến nơi khác á. Ủa sao hắn làm ngơ mình ta? Hắn không đánh mình hả? Ôi bình tĩnh nào bé rồng. Ôi có vẻ đừng em ơi. Đừng ma, bình tĩnh. Ok ngồi đó đi. Rồi giờ một mình lại đẳng tiêu diệt cái con này thôi. Để bé rồng quýnh theo mình nguy hiểm lắm. Rồi. Ui. Thôi xong. Bị dụ lại đây rồi. Ok bị dụ thì chiến đấu thôi, ngại gì mấy tên này. Rồi chiến đấu nào. Ui da. Hết bên kia mê hoặc, giờ tới bên đây mê hoặc. Thiệt tình mấy cái mụ này. Được, thích đánh thì chịu thôi. À, thả ra. Đừng mê hoặc nữa. Ui. Chơi kỳ vậy, thả tim nữa, tôi không cần nhận tim đâu. Chơi kỳ vậy. Ôi, mình bị kẹt rồi các bạn ơi. Rồi đạp được một block rồi. Dám mê hoặc nè. Ui. 1-4 luôn. Ngại gì. Lại đây. Cân hết nè. Một tên. Hai tên. Ba tên. Bốn tên nè. Mê hoặc người ta hả? Thấy người ta hiền rồi ăn hiếp hoài. Mê hoặc mình không rời khỏi cái block đó được luôn á. Thiệt tình mấy cái mụ này. Cứ mê hoặc người ta. Rồi mình đã tiêu diệt hết mấy cái tên này rồi. Và bây giờ mình sẽ trở lại với bé rồng mình thôi. Ôi, hú hồn. Rồi và mình được 15 cái Scenic Scale này. Khá tốt. Và quay trở lại đất liền thôi. Ôi, tưởng đâu mình hết trở lại với bé rồng của mình rồi chứ. Rồi đi tiếp thôi bé rồng ơi. Tranh thủ còn quay về nhà nữa. Ở nhà chưa biết bé rồng nước của mình ra sao. Tại vì đi khá là lâu đó, chưa cho bé ăn. Sợ bé ấy đói ấy. Rồi leo lên và trở lại cái ngôi đền rồng nào. Như ngôi đền rồng hướng bên đây thì phải. Đó, bay qua hướng bên đây thôi. Và cái chỗ mình thì không có gần làng băng ấy. Khá là tiếc luôn. Hey, trở lại rồi nè. Hy vọng mình đã tiêu diệt được con rồng Ender rồi. Hy vọng mình sẽ có thể nhặt được cây búa này nhá. Không biết cây búa này có sức mạnh như thế nào nữa. Nhưng mà thấy ngôi đền thì rất là nguy nghi luôn á. Rồi tay không coi. Được rồi các bạn ơi. Yay. Ơ Johnny à. Ơ cái này. Ơ cái này giống như búa thoi vậy. Ui. Đúng luôn rồi, đây là búa thoi chứ gì nữa. Có khả năng triệu hồi sấm sét luôn. Wow. Là bây giờ mình đã có thể triệu hồi được sấm sét rồi. Nhưng mà hơi mất máu một xíu. Rồi ổn ổn. Và nó đào cũng rất là nhanh nữa.
Hình như nó không có độ bền, không có bị hỏng luôn á. Ừ đúng rồi, nó kiểu như không bị phá vỡ luôn. Này mình đào mà đâu có mất độ bền đâu. Ồ có cái này đào mai thì thích lắm luôn á, giờ chỉ cần cường hóa cho nó xịn hơn là được rồi. Ok, về thôi, cẩn thận không thôi lấy sét đánh trúng bé rồng của mình nữa. Rồi bay về nhà nào. Về nhà còn cho bé rồng nước của mình ăn nữa chứ. Đó, và có cây búa này thì mình có thể chế tạo được cái quả trứng rồng sống rồi đó. Khá là tốt, khá là tốt. Quay về nhà thôi. Đây, về nhà với đàn rồng của mình. Cho bé rồng này ở bên ngoài. Còn, ui ui. Ờ, à, có cách rồi. Dám giỡn với búa thò này. Cho sét đánh liền. Hay là bây giờ mình giật nghịch với mấy con creeper ta. Được được á, mình sẽ cho sét đánh vào mấy con creeper nhá. À đằng kia có một tên kìa, đằng kia có một tên kìa. Rồi, và mình cũng có thể lấy được những cái đầu con Wither Skeleton bằng cách này luôn. Cho những cái con Wither Skeleton bởi con Reaper điện nổ là mình có thể nhặt được cái đầu rất là dễ luôn. Vậy, có cách farm đầu Wither rồi. Nhưng mà giờ cần chọn con tên này cái. Đó. Rồi giờ mình sẽ dẫn con này xuống nước nha, cho nó nổ rơi ra cái đầu con nhện không. Rồi xuống đây. Ui. Ui. Kiếm con zombie lại đây cho nó nổ coi. Ở đây nha, ở đây, đợi tìm con zombie làm thí nghiệm nào. Rồi, tìm con zombie thôi. Zombie đâu ta? À đây đây, có con nhện nè. Zombie đâu? Bây giờ mình cần một con zombie mà không con nào xuất hiện. À đây 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 đây, vật thí nghiệm thứ hai là đây. Rồi, hai tên này xuống nước chung với ta. Lại đây, zombie có trò vui cho người chơi nè. Lại đây, lại đây. Cho như chơi trò cảm giác mạnh luôn. Rồi, 1 2 3. Ui. Nó nổ mình ngỡm luôn. Wow, con nó mạnh vậy. Mình sẽ mặc cái cánh mà bay qua bên kia coi. Coi có rơi ra cái đầu không nhá. Thông thường là creeper điện nổ sẽ rơi ra đầu á. Nè. Ôi, tội nghiệp con zombie không. Kệ làm sao, có chậu bùi để giỡn với nó là được rồi. Giờ thì vào trong nhà ngủ thôi. Tội nghiệp nó ghê, bị nổ hay banh xác luôn. Ý mình mà còn ngỡm mà huống hồ chỉ con zombie yếu đuối. Rồi ngủ thôi. Sáng thức dậy còn cho bé rồng nước của mình ăn cái nữa. Rồi cá đâu ta, cá như trong rừng này. Đó, có thức ăn cho bé rồng liền. Đâu bé rồng đây. Ui qua này bỏ đói cho bé rồng của mình. Rồi ăn ăn đi em. Ủa no hả? Mau no vậy. Bé rồng mình mau no lắm luôn á. Rồi. Đây. Mà quên. Mình mà cho xuống một cái thế nào cũng chạy mất à. Rồi. Đó, thằng Hồng đang tìm cách chạy đó. Shit, nó vậy mới an toàn nè. Rồi vậy đi. Chứ thả ra rồi chạy tùm la tùm lum rồi mình không có kiểm soát được, rồi lạc nữa, mình không muốn bị lạc với rồng này đâu. Hiện tại thì mình đang ở 64 level, cho nên bây giờ thì mình sẽ enchant một xíu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ enchant cái cây Zonia này nè, để coi coi nó có thể enchant được dòng hiệu suất không. Và cái này thì không thể nào enchant được. Tuyệt vời, với enchant được thì tuyệt vời còn gì bằng. Nhưng mà thôi, enchant cái cây kiếm này đi. Hại thêm ma mà có thể giảm xuống không? Ông giảm xuống được nè. Ông sẽ ép sắc bén. Hả? Như cái này không ép sắc bén được các bạn ơi, mình... Ủa hay là mình ép nó mới tăng cấp độ lên ta. Giờ nó vẫn 10 sức tấn công à. Để mình thử ép sắc bén 5 cho nó coi. Ủa nó lên 13 rồi nè. Phải như vậy chứ. Rồi ổn. Kế tiếp thì mình sẽ ép cho nó thêm cái dòng nhạc, để mình có thể nhặt thêm những cái món đồ khác ấy. Để coi nào. Cái này tốn 1000 cái điểm kinh nghiệm thôi. Enchant luôn. Khá tốt. Quét cạnh hả? Chầm hỏng thì không cần rồi, gây cháy thì cũng không luôn. À chắc mình sẽ đánh ép cái dòng đánh mặt lùi đi, để mình có thể knock back mấy con kia đi ra xa ấy. Rồi có thêm đánh mặt lùi nè. Gây cháy thì mình không nên ép, tại vì nếu ép thì mình đánh nó nhiều khi mình lại tự cháy mình nữa. Quét cạnh thì chắc mình sẽ ép luôn đi. Đó là kiếm mình đã rất là mạnh rồi. Yay. Sắc bén nha, có sắc bén 5 luôn. Kế tiếp thì mình coi coi mình sẽ ép cái cây ở trong nhà mình còn cái cây gì có thể ép được không ta. Ở đây cây hammer nó gần hỏng rồi nên mình không có dám ép vào. Ép vào thì uổng lắm. Hammer này thì chắc cây này thì mình sẽ để dành trưng bày thôi hả. Cây này chắc mình sẽ trưng bày đi, còn cây này mình sẽ dùng để đi mai thường xuyên á. Cho nên mình sẽ ép cho nó cái dòng hiệu suất đi, hiệu suất rồi gia tài nữa, để mình có thể đào dễ dàng hơn. Coi nào. Cái này hiệu suất mình sẽ nâng lên hiệu suất 5. Đó, gia tài là gia tài 3 nhá.
Rồi chậm hỏng là cũng là chậm hỏng ba luôn. Giờ mà có cuốn sách nha, mending mình sẽ nhét vào trong đây một cái, là cái này mình sẽ đào hoài mà không sợ hư. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên cây hammer trước, tại vì hammer nếu có sửa chữa thì mình sẽ sử dụng được lâu dài. Đó, và ngoài ra thì mình sẽ chế thêm thức ăn cho bé rồng của mình nữa. Bé rồng hoang dã ấy, nãy giờ lo chiến đấu, lo thuần phục rồng các kiểu mà quên cho rồng ăn nữa. Giờ phải chuẩn bị thịt nè. Và coi coi. Ui chết rồi, mình quên giết thịt bò rồi. Mình hết thịt bò mất tiêu rồi, để bây giờ mình ra ngoài mình lấy thịt một vài bé bò cái đã, để mình có thể làm thức ăn cho bé rồng nhá. Đây, bò thì mình có rất là nhiều luôn, làm thịt vài bé đi. Coi kìa, mình làm một phát một ngỗng hai ba em luôn. Ồ, kiếm là phải mạnh như vậy thì mới hợp lý nè. Đó, một phát một ngỗng hết nha. Rồi, được bao mấy cái nè, giờ vào trong nhà và làm thức ăn thôi. Mình sẽ làm cái bàn chế tạo ngay đây luôn đi cho tiện. Đặt xuống. Sau đó đặt thịt theo hình dấu cộng, sau đó là xương xung quanh. Rồi để coi coi mình làm được bao nhiêu miếng nha. 9 miếng luôn. Để làm thêm một ít thịt nữa đi, rồi mình sẽ cho ăn 10 lần luôn cho tiện. Đây có bao nhiêu rồi, được 21 rồi, làm thêm một mẻ nữa nào. Lần này cho bé rồng hoang dã của mình thiệt là bự luôn nhá, tại vì hiện tại đã ở stack 2 rồi ấy, cố lên. Đây mình sẽ làm như vậy, làm thêm một lần nữa nè. Đó, xương ở xung quanh. Rồi, bây giờ thì mình đã hết xương rồi, nhưng mà được 12 lần lận, tạo mỏm rồi đó. Giờ vào trong nhà và lấy cái bé rồng hoang dã của mình ra thôi. Không biết với 12 cái bột ăn này thì không biết bé rồng có lớn hơn không nữa. Coi coi, bé rồng của mình đây. Rồi, thả bé rồng ra nào, tìm chỗ cái chấm chấm cái đã, tại vì chỗ nhỏ quá thì rồng không có lớn được. Nó, rồng của mình nè, bự chưa? Kế tiếp mình sẽ lấy thức ăn cho rồng nha. Coi coi kiểm tra sức khỏe trước cái đã. 124 máu và đang đói nè. 27 ngày rồi đúng không? Búp búp búp. Đó, bự lên. Còn há miệng nữa kìa. Đây ăn đi, lớn lên nha. Wow, mình cưỡi được chưa? Chưa cưỡi được. Cố lên em ơi. Wow. 170 máu nhưng mà vẫn ở stack 2 à. Để mình thử làm thêm một lần thức ăn nữa coi coi lên 30 ngày tuổi á, có cho mình cưỡi không nhá. Mình sẽ lấy xương ra nè. Sau đó chế tạo thêm thức ăn thôi. Đặt thịt như vậy. Thêm một lần nữa. Và xương ở xung quanh. Rồi có thêm được hai cái rồi. Giờ ra ngoài và cho bé ăn luôn thôi. Hy vọng ở stack 3 thì mình có thể cưỡi á. 41 ngày tuổi nhưng mà vẫn chưa có cưỡi được. Vậy mình nghĩ ở stack 3 thì mình mới có thể cưỡi được bé rồng ấy. Và hiện tại bé rồng chỉ mới có cái đầu à, cái mình à đó, và còn cái cánh cũng như là cái đuôi chưa có giáp. Để từ từ mình cố gắng mình tìm thêm kim cương cho bé rồng mình full giáp kim cương cái đã. Mình nghĩ bé rồng này sẽ rất là mạnh luôn và cực kỳ ngầu luôn, mình thấy ngầu như con rồng nguyên tố rất là nhiều. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo được một cái cánh lửa, tiêu diệt được rồng Ender và mang về một cái quả trứng rồng Ender cũng như là quả trứng rồng Enchant này. Và hy vọng trong thời gian giữa hai tập thì quả trứng rồng Enchant này sẽ nở ra nhá. Và bé rồng của mình giờ cũng đã khá lớn rồi, hy vọng ở những cấp sau thì mình có thể cưỡi được bé rồng này và bay trên bầu trời nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.